Sáng 27 tháng 11 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 11 năm 2023. Tham dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự còn có Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong tháng 11 năm 2023, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, kịp thời điều động các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất ở một số địa phương miền Trung tổ chức tốt hội thao bóng đá bóng truyền toàn quân năm 2023, thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả đạt được của toàn quân trong tháng 11 năm 2023 nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng đây là tháng có khối lượng công việc rất lớn và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như hội nghị quân chính toàn quân năm 2023, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào Campuchia. Do vậy, yêu cầu toàn quân khẩn trương, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp bảo đảm trật tự an ninh dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, định hướng dư luận, tổ chức vận chuyển hàng Tết cho trường Sa, dk 1 các đồn biên phòng, vùng sâu, vùng xa, chặt chẽ, an toàn.